Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kiến thức xây dựng của Bút Mực. Trong chuyên mục hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về kết cấu móng một cái ngôi nhà có chiều rộng 4,5m và chiều dài là 16m. Bút Mực thấy công trình này được thi công rất đúng theo cái quy trình và cái trình tự về quá trình thi công móng để đảm bảo về cái mùa mưa. Như các bạn biết, trong cái mùa mưa này thì thi công móng là quả là một cái vấn đề rất là cần thiết để chúng ta áp dụng làm sao để cái móng của chúng ta tốt nhất và nhanh nhất. Cái móng này thì được thi công theo cái tiến độ nó như sau, tức là sau khi đơn vị đào móng thì cũng là đào cái đáy bể luôn. Nhân công sửa chữa cân cái nền móng thì cũng là sửa chữa cái nền đáy bể và tiến hành là đổ bê tông đáy bể cũng như bê tông của cái lót của cái đế đài, cái nền móng đài. Thế thì sau khi đổ lót xong thì họ bắt đầu tiến hành xây bê toàn bộ cái hệ thống bê thay cốt pha để cho công tác móng và đồng thời xây cái bể luôn. Thế thì sau khi xây bể xong các bạn, xây bể xong thì họ bắt đầu tiến hành xây làm cái cốt thép. Thế thì chúng ta cùng xem mấy kết cấu thép và cái kết cấu cái móng này để chúng ta cùng nhau đánh giá và nhận xét để xem nó có cái gì khác so với lại những cái móng mà chúng ta thấy thường thấy. Móng này thì được thiết kế là dầm 300-600 các bạn, với 6 cây sắt D20 và 2 cây sắt D12 kẹp và chống phình. Sắt cột cũng được bố trí với 4 cây D20. Sắt đai A8, đan A150 các bạn. Toàn bộ sắt mũ đài và sắt đế đài là cái sắt D12. Các bạn thấy tại các vị trí đầu dầm gần cột thì cũng đều được thu cái đai lại khoảng A100. Chúng ta thấy là các cái mũ đài ở đây đều được đổ bê tông nót rất bằng phẳng và sâu hơn cái cốt móng khoảng độ 10 cm, và quá trình cột cũng được đập cao hơn. Cái công trình này thì được đổ lót, sau đó là tiến hành đập cột các bạn. Sau đổ lót sau đó mới bắn phá đầu cột. Và sau đó là bắt đầu xây bể. Này các bạn thấy các mố đài. Các mố đài thì cũng vẫn có nước nhưng tỷ lệ nước rất là ít. Sắt mũ đài thì các bạn thấy là A150 đều được đan A150 tại các đầu dầm và các đầu đài thì đều được thu vào 1/4 tại các vị trí đó là được thu ngắn cái đai lại. Sắt dầm ngang thì vẫn được đi bên dưới để gánh cái sắt dầm dọc và mũ đài vẫn được bổ khóa lên bên trên. Toàn bộ đai bố trí là sắt D8 A150. Cọc thì được bố trí tại 4 cọc góc là được bố trí là 3 cọc các bạn. 3 cọc vuông góc, còn tại các vị trí trong nhà thì được bố trí là 4 cọc. Tại mỗi đài là 4 cọc. Cái công trình này thì được bố trí là 8 mố đài các bạn, 16m như 8 mố đài. Được bố trí là mỗi một dọc biên là 4 mố đài. Các bạn thấy các sắt ở các đầu cọc cũng được chẽ ra và cắt với cái chiều cao rất là phù hợp. Gạch xây bê thay cái cốt pha rất là chắc chắn. Các bạn thấy sau cái thời gian đủ cái thời gian khô chết của mác vữa thì chúng ta thấy cái gạch tạo thành cái bờ bê rất là vững chắc. Với cái thạch gạch bê thế này thì cho chúng ta đầm lèn rất là thoải mái trong quá trình đổ bê tông, bơm bê tông. Chúng ta không phải lựa như các cái công trình mà Bút Mực chia sẻ là họ chỉ phải bơm lựa một, họ sợ nó chưa đủ cái độ cứng nó vỡ. Nhưng với cái thời gian thi công khoảng độ 4 ngày
thì đơn vị thi công này đã xong với phần móng bê tông cốt thép và cũng như bể. Các bạn thấy là với khi xây lên như thế này rồi thì mưa gió của chúng ta rất là thoải mái. Ở đây nó chỉ có một cái vấn đề nó xảy ra là nhiều khi thi công ngay ban đầu này mà các bạn tính cái lượng sỏi cát của nó không chính xác ấy, thì nó hơi thừa ra, nó chiếm mất cái diện tích đầu vào, nên cái chỗ đổ nguyên vật liệu sau này của chúng ta là nó hơi khó. Vì vậy là các bạn nên tính nó sát hơn cái phần bê tông, cấp phối bê tông, để làm sao chúng ta vừa đủ đổ cái lót móng và cái bể là chúng ta rất ok, thì cái lượng của chúng ta nó vừa đủ đi. Như các bạn biết rồi, 1 mét khối bê tông đến mác độ 300 thì nó 0,87 mét khối đá, 0,43 mét khối cát, thì chúng ta lấy làm sao chúng ta nhân ra và chúng ta lấy nó vừa đủ thì chúng ta nó không cần bị cái chỗ nó thừa ra. Thường là chúng ta lấy theo cả xe ấy, hoặc là lấy theo cái khối lượng của chúng ta nó dư ra, thì sau đó là chúng ta cái chỗ đổ đống đổ nó chiếm mất đường vào, nên là chúng ta thường là mất cái diện tích. Do vậy là nhiều đơn vị là thường là không lấy là vì như vậy. Đây là cái vị trí móng đài, các bạn thấy đâu với bốn cái cọc đài cũng được bẻ trẻ và cái sắt dầm 6 cây D20, 2 cây D12 chống phình cũng được làm rất là chắc chắn, rất là đều, nhìn nó rất là đẹp. Thế thì thường cái quá trình thi công ban đầu thì các bạn biết rồi, nhiều đơn vị là không đủ cái lượng cấp phối bê tông, không có cát đá sỏi, nên là đơn vị thi công được thường lót đế bằng gạch. Đây các bạn thấy là đơn vị thi công này lót đổ bê tông lót, trong cái đế móng của chúng ta nó rất sạch, nó rất bằng phẳng. Bên tường là giáp biên cũng đã được be bằng cái lớp bạt để chống phân tách, để phân tách hai cái lớp ra để chống dính với mái cái ngôi nhà bên, cũng rất là ok. Các bạn thấy là trong cái điều kiện thi công mùa mưa mà đơn vị làm trong một cái móng như thế này, trong vòng chưa đầy 4 ngày mà đã được cứng cáp mà hoàn thiện như vậy là tiến độ rất là tốt các bạn ạ. Tức là khi đào móng thì chúng ta đào cái bể luôn, sau khi đổ lót đáy bể và đổ lót đế móng thì bắt đầu chúng ta tiến hành xây. Xây tường bao trước và sau đó để tường bao cứng thì chúng ta quay xuống chúng ta làm bể. Làm bể xong thì quay lên chúng ta làm sắt các bạn, làm sắt. Làm sắt thì sau khi làm sắt xong ghép phán be thì dương cái bể và cái hệ thống của chúng ta, móng của chúng ta cũng đã là hoàn thành. Thì khi xây lên cuốc đất vào thì chúng ta cái bể của chúng ta cũng đủ cứng rồi, chúng ta đưa vào. Thì trong cái thời gian thi công một cái móng này nó chỉ mất khoảng độ 6 ngày là nó có thể bằng cái cốt 00. Đấy. Nhưng mà vòng trong cái thời gian khoảng 3 đến 4 ngày thì chúng ta hoàn toàn không lo mưa nữa. Với như cái móng này thì đơn vị thi công trong thời gian khoảng độ 3 ngày như thế này thì cũng là thoải mái, không sợ mưa gió rồi. Đây các bạn trông cái đế cọc đài của chúng ta lên nha, trông thấy cái độ sâu cũng như là cái độ đập đầu cọc, trông nó lồi hẳn lên. Sau này bê tông chúng ta đổ lỗ ôm xuống rất là gọn và rất là chắc chắn, tạo cái quá trình phân tán lực cũng như cái dao động nó rất là đều. Vì sau khi đào xong thì chúng ta cân cái móng thì bản thân cái nền móng của chúng ta nó cũng đã phẳng rồi, dọn móng cũng như dọn đáy bể thì nó phẳng, thì đã được cái kết cấu chúng ta đổ lót nó rất nhàn. Nếu như chúng ta làm móng nó không phẳng mà đổ lót nó kém thì nó tạo lên cái gập gồ vào trong cái bề mặt của chúng ta, nó không được bằng phẳng. Đây các bạn thấy là sau khi đổ lót rất bằng phẳng xong thì đơn vị bắt đầu là đập đầu cọc bê tông. Đập đầu cọc bê tông thì nhìn cái đầu cọc của chúng ta nó cái độ dơ cao, nó rất là phù hợp. Đây là móng tại vị trí góc, các bạn thấy là với cái ba cái cọc do giáp biên với nhà bên nên đơn vị thi công ép cọc cũng vẫn là ép dịch ra phía bên ngoài, nhưng mà các bạn thấy cũng là làm cũng rất là khá là chuẩn. Trong thi công những cái chiếc móng thế này thì các bạn khi đập và cắt đầu cọc thì các bạn chú ý là cái vị cắt, nhiều khi là họ cố lấy cái đai bên trên nên họ cắt nó không đủ cái chiều dài của thép, họ lấy xuống để đảm bảo
Cái này chúng ta khi cắt là chúng ta cũng phải nhắc nhở để cái đơn vị đập và cắt họ cắt làm sao nó chuẩn. Đây các bạn thấy cái đầu sắt chờ đầu cọc rất là cao. Như vậy chúng ta chẽ ra là rất là ok. Đây chúng ta nhìn tổng thể một cái móng. Với những cái móng như thế này thì sau khi bơm bê tông thì nó rất là nhanh. Nó mất khoảng 14 khối bê tông. Đấy, ngôi nhà này thì được bố trí hai cái bể. Một cái bể tự hoại và một cái bể phốt. Các bạn thấy là họ cũng đã xây hoàn thiện. Với cái thời gian khoảng độ 4 ngày thì cả công trình là như thế này, buổi chiều lại bơm bê tông nữa là rất là ok. Thì các bạn thấy là một cái tiến độ thi công rất là nhanh và rất là đồng bộ. Trông cái công trình nó rất là đẹp mắt, nó không bị lôm nhôm, không móng nó cân rất là đều. Mặc dù bể phốt thì các bạn biết là họ xây là cũng bố trí họ xây vòng quanh. Bên trong thì họ mới bắt đầu tiến hành xây chắn các ô để đảm bảo cái tiến độ. Nhưng với cái điều kiện như thế này, họ đã xây và đánh bóng ở bên trong rồi thì mưa gió rất là ok, thoải mái. Vì các bạn biết rồi, với cái mùa mưa thế này, đất lở cũng như là mọi cái vấn đề về mưa gió nó tạo lên cái độ phức tạp. Mà chúng ta không thi công đồng bộ thì nó rất là mất nhiều thời gian và nhân công. Nếu như chúng ta chỉ đủ về nguyên vật liệu mà đúng cái làm theo đúng quy trình tiến độ như thế này thì nó rất là nhanh. Một cái móng của chúng ta nó lên và kết cấu của nó rất là chuẩn. Bạn thấy hoàn toàn so với những cái móng khác thì đây là một cái móng thi công bút mực cho rất là nhanh. Kết cấu thép tương đối là chuẩn. Quá trình ép cọc thì cũng rất là đều cọc, không gây nó lãng phí. Nhiều đơn vị ép những cái nhà 3 tầng thì với cái lượng cọc rất là lớn. Và cái cốt thép thì các bạn thấy là với cái cốt thép 6D20 thì 2D12 cho cái dầm móng này thì là quá là kiên cố cho cái công trình 3 tầng, 3 chiếc 4 sọc. Rất là ok. Các bạn thấy là cái công trình như vậy thì chúng ta làm đúng quy trình như vậy thì rất là nhanh và rất là chắc chắn, cho chúng ta rất an tâm về cái lượng cái móng như thế này. Đây là bể nước sạch các bạn. Với những cái bể nước sạch như thế này thì các bạn thấy ở ngày nay ở nhà phố thì cũng rất ít nhà sử dụng những cái bể này. Nhưng do cái nhu cầu của chủ đầu tư, họ cũng vẫn bố trí một bể nước sạch ở phía giữa của ngôi nhà và một bể tự hoại ở phía sau. Ngôi nhà vẫn được bố trí là 3 khoang, 4 cọc đài mỗi bên. Tất cả là 4 múa đài cho ngôi nhà này. Rồi, Bút Mực xin cảm ơn các bạn đã ghé xem video.